các bạn đang giới thiệu đến với các bạn một mô hình nối ốc ngồi nghề sinh sản của trang trại sinh vật cảnh Thắng Lộc ở tại địa chỉ khu 2 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Trước mắt các bạn nhìn thấy bọn mình đang thu trứng vào buổi sáng sớm. Thường thường là ốc đẻ vào buổi tối và ban ngày nó cũng đẻ, thế nhưng đẻ ít, còn ban buổi tối nó đẻ rất là nhiều. Buổi sáng sớm ra là bọn mình thu một bè đã có được độ khoảng tầm cân trứng rồi. Thế thì cái ao nuôi này các bạn thấy bọn mình thả bèo rất là nhiều. Đây là khu vực rất là lượng lớn bèo mình thả vòng quanh. Nhiều người cũng hỏi sao là bác thả nhiều thế, thì mình cũng giới thiệu với các bạn cái ao này vốn dĩ không nuôi được ốc, nhưng sau khi mình dùng bèo mình xử lý nước và mình nuôi được ốc. Cũng trải qua rất nhiều cái thất bại để khi tìm ra được cho nên khuyến khích đến các bạn, ao nuôi các bạn nên thả bằng bèo lục bình để cho nó tự làm sạch nước. Còn trước mắt các bạn đây là lồng nuôi ốc nhỏ. Khi ốc mùa mới nở thì bọn mình cho xuống những cái thời đấy để mà nuôi, để mà dưỡng. Cái ao này của mình với cái diện tích nó cũng được khoảng tầm trên 1.000 mét, thì bọn mình thu trứng hàng ngày. Thì trứng về thì các bạn nhìn đấy, thì bọn mình gom vào và để vào lồng ấp ở trong nhà, ấp được khoảng tầm 5 đến 7 ngày. Bắt đầu trứng sang màu vàng như thế này là bọn mình chuyển ra ngoài bể để chuẩn bị cho ốc nở. Thế thì đây là trứng ốc đang vàng và đậm đen. Thế khi nó chuyển sang màu đen hẳn thì nó đã nở. Thế trước mắt các bạn đây là bắt đầu nó chuyển sang màu đen như thế này. Thế thì bắt đầu nó đang nở rồi. Thế thì cái này thì nó đòi hỏi một kỹ thuật và phải đảm bảo độ ẩm, không vừa phải kín như lại vừa phải ẩm. Thế các bạn thấy lại đây, trước mắt các bạn là trứng đang nở này. Bạn nhìn thấy có cả ốc con này, những ốc con mới nở ra. Nó nở ra thì nó bé lắm, nó chỉ như cái hạt phừng, thì sau được vài hôm sau nó đã bằng hạt đu đủ rồi. Được khoảng chục ngày nó đã bằng hạt đu đủ rồi với điều kiện nuôi đấy. Các bạn nhìn thấy trứng đang nở đấy, mình mở cho các bạn xem thấy đấy, những cái quả trứng đen đen này đấy, các bạn nhìn thấy cả ốc con đang bò đấy không, rất là nhiều nha. Thế thì mình giới thiệu đến một các bạn một cái mô hình như thế để các bạn tự nghiên cứu nó phù hợp với mình. Thế cái trứng ốc mà sau khi nó nở rồi thì mình nuôi có xuống ao mình nuôi có 90 ngày sau là bọn mình đã cho thu hoạch rồi. Thế cho nên là đòi hỏi cái kỹ thuật nuôi thì các bạn cũng nên gặp trực tiếp bọn mình để bọn mình phổ biến đến các bạn, chứ còn thông qua các kênh ở trên mạng thì có lẽ rằng là để mà tìm hiểu mà nuôi được ốc có lẽ các bạn cũng còn phải mất nhiều công phu lắm. Thế thì đây trước mắt các bạn là bọn mình cũng đang bắt đầu thu hoạch ốc đấy. Ốc bố mẹ là bọn mình thu hoạch về và xuất đi cho các thương lái. Còn trước mắt các bạn là ốc con mình xuất đi các nơi, thì các bạn có thể thấy